Thân ái kính chào quý vị và các bạn, chúng ta được gặp nhau. Thì hôm nay Luyện có trang bị một cái bộ điều khiển ATS Smart Gain để cho các bạn học viên được trải nghiệm nhiều hơn. Xưa kia thì mình dùng những cái bo, thì bây giờ hôm nay mình mua đồ nó chỉnh chu hơn để đầu tư cho lớp học. Thì các bạn sẽ thấy là ở đây đó, nó đang báo trạng thái là đang có nguồn lưới ha. Ở đây để chế độ là auto, ở đây chế độ men, thì mình muốn men thì mình phải chuyển qua đây ha. Giờ mình chuyển qua men ha, đóng này. Bây giờ mình chuyển qua auto nha, thì cái đèn nó sẽ chuyển qua auto nữa các bạn, được chưa? Bây giờ mình thử là bị mất điện nha. Bây giờ đây ha, tác động nghe này, nó sẽ 10 giây sau nó sẽ đóng nè. Đó, nó chớp cái đèn bên phía lưới các bạn. Mình có máy phát nha, chưa kịp đem về, qua tuần này sẽ có ngay. Cái chưa bỏ nó văng em, bẫy mạnh lắm. Bạn thấy chỉ đang thấy chưa? Nó đóng cạch liền đúng không? Rồi bây giờ ha, bây giờ khi có lưới lại nè, thì về, cho dù cái nguồn bên kia vẫn còn. Đó, nó báo đèn lưới nè ha. Rồi ok, nó đóng liền các bạn, nó ưu tiên nguồn lưới ha. Cái này thì Luyện chia sẻ để làm cho các bạn học viên học bài cho đầy đủ. Kỹ sư Ma Bường thấy là ok không kỹ sư? Ok ha. Mà bây giờ kỹ sư đề nghị là phải làm một cái hệ thống cơ đúng không? Điều khiển những con relay kiến hoặc khởi động từ để tập cho các bạn có tư duy đúng không? Phú làm được điều này ha. Khi mà nó phát điện ra là ngược lại thì nó nuôi lại rồi là cái nó nhả tốt điểm đúng không? Ok. Rồi cảm ơn quý vị. Đây là một cái sân chơi cho các bạn nha.